chào, chúng ta sẽ thử trên chiếc Wigo nhá. Bùi Văn Tới đang là người cầm lái. Một khoang cabin đơn giản, mang nhiều hơi hướng cổ điển. Xe bắt đầu tăng tốc để vào vòng số 8. Với chiếc Wigo này thì kích thước của kính khá là lớn. Cột chữ A nhỏ, tầm quan sát tốt hơn i10 khá nhiều. Ở vị trí này chúng ta có thể quan sát hết, gần như là hết toàn bộ các đầu cọc. Điểm mù khá là ít tại vị trí cầm lái. VSC là một chiếc xe hạng A lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam của hãng Toyota. Sau vòng số 8 thì chúng ta sẽ thử cái cảm giác khả năng tăng tốc của Wigo. Cùng sử dụng động cơ 1.2 lít, hộp số 4 cấp giống như trên i10. Chúng ta sẽ test thực tế xem chiếc xe này tăng tốc như thế nào. Ở đây chuẩn này. Về vị trí xuất phát và đổi lái ạ. Chuẩn bị vào phần tăng tốc. Morning đi chậm về vị trí xuất phát và đổi lái. Bảng đồng hồ của Wigo này khá là dễ quan sát, màn hình đơn sắc, độ tương phản cao. Chuẩn bị vào điểm xuất phát tăng tốc. Bắt đầu đi hết ga đi em. Vòng tua động cơ lên rất nhanh. 60, 70, 80 rồi. Các bạn nghe thấy tiếng rít cũng không hề nhỏ. Có khả năng còn cao hơn i10 một chút. Mặc dù đạp thốc ga và ở giải tốc độ như vậy nhưng đèn eco vẫn sáng. Khá là lạ. Vòng zig zag. Wigo thì không được trang bị cân bằng điện tử. Các bạn đã thấy đặc biệt là vị trí hàng ghế thứ hai này thì cái độ văng của xe là khá lớn. i10 có lẽ là chiếc xe ổn định nhất trong cái phân khúc này. Tuy nhiên thì Wigo cũng rất là đáng nể. Chúng ta sẽ thử giảm sóc và giảm sóc về cơ bản là khá là cứng, hơi ồn. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang trải nghiệm trên chiếc Morning. Xin chào, chúng ta đang ngồi trên hàng ghế thứ hai của Hyundai i10. Đây là phiên bản 1.2 số tự động hatchback. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thử cả ba phiên bản của hạng xe hạng A, bao gồm Hyundai i10, Toyota Wigo và Kia Morning. Hiện tại chúng ta đang ngồi trên chiếc Hyundai i10 và đây là hàng ghế thứ hai. Đầu tiên chúng ta sẽ vào hơi cao này. Vòng số 8. Đầu của nó cao so với cả mặt ghế. Chúng ta có thể thấy là với chiếc i10 này thì do thiết kế phần đầu xe khá là cao. Tại vị trí người lái thì các bạn có thể thấy là khá nhiều điểm mù và gần như chúng ta không thể quan sát được hết tất cả các vị trí cọc. Em xì cho nhiều thế. Sau vòng số 8 này thì chúng ta sẽ thử khả năng tăng tốc của i10 nhé. Đây là toàn bộ cảnh của vòng số 8. Cũng không hề đơn giản. Chạm vào đổ cọc thì sẽ mất ngay lập tức sẽ mất 100.000. Đi trong này thì gần như mình đi bằng niềm tin thôi, chứ còn nhìn cọc thì hơi khó. Đi bằng kinh nghiệm là chính. Chính xác là chúng ta sẽ đi bằng kinh nghiệm ở trong vòng số 8 này thì không thể quan sát được hết tất cả các điểm. Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi vòng số 8 và chuyển sang làn đường tăng tốc để test khả năng tăng tốc của i10. Rồi, chuẩn bị vào làn đường tăng tốc sau đoạn cua này. Quá luôn luôn. Chưa bị phạt phát nào. Khó lắm nhỉ. Này, các đèo, tứ đại đỉnh đèo đi được cái nói gì với cái đường. Rồi ơi, những cái xe sau không có BNC đâu nhá. Vâng, yêu thương. Các bạn thấy tiếng máy khá là gần. Vì đây là xe có động cơ nhỏ, chỉ 1.2 lít thôi. Đây, đồng hồ đang 80 km, bây giờ đồng hồ lên 80 rồi. Cái lúc nó chuyển số thì rõ đúng không? Đúng rồi, nó chuyển số nó... Chúng ta có thấy có cảm giác về độ trễ, cũng như là vào cái thời điểm chuyển số. Vào làn đường zig zag sẽ khá là khó quan sát. Hyundai i10 phiên bản hatchback này là chiếc xe duy nhất thuộc dòng xe hạng A được trang bị hệ thống cân bằng điện tử. Hai chiếc xe còn lại là Toyota Wigo và Kia Morning thì sẽ không có chức năng này. Ok, Hyundai i10 đã hoàn thành phần thử nghiệm của mình. Và bây giờ
chúng ta chuẩn bị đến với Kia Morning và Toyota Wigo.